Tổ hợp tên lửa đạn đạo UTG-21 Tokka, dấu chấm hết, NATO định danh là SS-21K ra được Liên Xô phát triển nhằm mục đích thay thế các tổ hợp 9K-52 Luna, M, FZUG-7B thế hệ cũ. Về sức mạnh của Tokka, sở dĩ Liên Xô đặt cho nó biệt danh dấu chấm hết đến từ khả năng triển khai cùng lúc nhiều loại đầu đạn khác nhau của loại tên lửa này. Từ đầu đạn thông thường, đạn chùm, đạn nhiệt áp, đầu đạn hóa học cho đến đầu đạn hạt nhân. Các mẫu đầu đạn nổ cực mạnh và đạn chùm của Tokka có trọng lượng 482 kg, phạm vi sát thương có bán kính lên đến 200 m. Chúng có thể tiêu diệt các loại xe tăng hoặc phá hoại đường băng cất cánh của một căn cứ quân sự. Đối với khả năng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật, Tokka được trang bị các đầu đạn 9N39 và 9N64 có sức công phá lần lượt là 100 đến 200 kiloton, gấp từ 5 đến 10 so với quả bom hạt nhân phát man từng được Mỹ thả xuống Nagasaki, Nhật Bản trong Thế chiến thứ 2. Thông thường, quân đội Liên Xô và Nga sau này thường biên chế các tổ hợp tên lửa Tokka thành cấp lữ đoàn. Mỗi đơn vị như vậy được trang bị 18 xe phóng tên lửa di động. Thành phần của tổ hợp Tokka gồm tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn 9M71-1, xe phóng tự hành 9P129-1, mang theo một đạn tên lửa, xe vận chuyển, nạp đạn 9T218-1, mang theo hai đạn tên lửa, xe vận chuyển 9T238, xe kiểm soát, thử nghiệm tự động 9V819-1, xe bảo dưỡng kỹ thuật 9V844, tổ hợp thiết bị quân dụng 9F370-1, các container đựng tên lửa và đầu đạn tác chiến. Hiện tại trên thế giới có 10 quốc gia đang vận hành tổ hợp tên lửa Tokka, trong đó Nga đang biên chế khoảng 220 đơn vị, Ukraine là 90 đơn vị, Belarus 36 đơn vị, các nước khác như Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Kazakhstan, Triều Tiên, Syria và Yemen số lượng khá hạn chế.